Dâu hạ châu trái xanh. Một A. Mã số 1A nghe anh chị. Anh chị cái này là mới bứng hôm qua chiều qua luôn ha, nè trái còn nè. Dâu hạ châu trái xanh nha, nó có hai loại trái xanh với trái vàng. Này là trái xanh. Đó, rất là ngọt nha anh chị, ngọt ngọt chua chua nha. Mã số 1A. Cây này đế bao đẹp luôn anh chị ơi. Đế nè, anh chị nó nở nè. Đế nở về bè luôn. Mã số 1A nghe anh chị. Rồi đó hoành luôn em ơi. Quá trời cũ. Hoành thăng 67. Hoành thăng 67. Chiều cao. Cao tới mặt bầu là 77. Tới mặt bầu 77. Đường kính bầu 73. Đường kính bầu 73. Rồi đó quay dọc. Rồi mã số. Mã số 1A. 1A. Rồi cái này giao luôn chị là 3.9 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. 3.9 triệu em bao ship luôn nghe của chú anh chị. Cây này để đẹp ha. Đó có trái sẵn luôn ha. 3.900.000. Theo. Mã số 2A. 2A. Cây này thì có bông nha. Nè bông nè. Bông nhìn nó cũng đẹp lắm nha anh chị. Chụi xuống nha. Mà mấy cái bông mấy cái trái thì cắt em cắt bỏ nha chị. Rồi đâu hoành luôn. Mã số 2A. Hoành 50. Hoành 50. Cao 1m34. Chiều cao 1m31. Đường kính bầu 52. Rồi cây mã số 2A. Cái này giao lưu với anh chị là 1.4 triệu nha, bao ship luôn nha anh chị. 1.4 triệu em bao ship cho mình luôn. Tiếp theo. Tiếp theo là cây 3A. 3A. Mà em để trái cho anh chị thấy là nó đeo trái gì nha anh chị. Nữa là gửi em cắt bỏ hết trái nha anh chị. Báo cho anh biết ha. Này em quấn cho thấy có trái cho anh chị. Cây lúc quấn là đang có trái á. Giờ vô mùa chuẩn bị trái đang ra á. Nữa gửi là em tháo trái bỏ hết nha anh chị. Cái này là 3A nha anh chị. 3A. Để rất là đẹp. Trái đeo đầy cây luôn nha. Trái nó đeo đầy cây chứ. Năm mươi hoành. Một mét hai ba. Đường kính bầu 50. Rồi cái này giao lưu anh chị là cũng 1.4 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn. 3A. 4A. 4 là dâu. Cây cao. Tám hoành. Này ship nặng lắm nghe anh chị. Tiền ship giờ cũng hơi mắc nghe anh chị. Mã số 4A. Chút ha. Rồi mã số này 4A. Rồi cái này giao lưu với anh chị là cũng 1.4 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn ha. Này mấy cây này cây nặng ship cao lắm nghe anh chị. Theo 5A nghe anh chị. Cây này nhỏ mà đẹp ha. Nù. Năm A. Cao 1m2, đường kính bầu 47.
Rồi 5A. Để đế đẹp nha chị. Rồi cái này chịu 2 chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Số 5A. Mã số 6A. Tại mấy cây này nặng quá khi không nổi nha anh chị. Hai người khiêng mệt quá không nổi không có khiêng nha anh chị. Cây thân rất là đẹp luôn nha anh chị. Nhưng mà cây này bị nặng quá, cưa bị tét. Tét miếng nha. Miếng tới đây. Nhưng mà đường thân đẹp ha. Cũng có đang có trái nữa nè. Đang có trái không? Quấn trái rồi đó. Chưa tháo ra. Nhưng mà cái nào trái em cắt bỏ hết. Trái làm cắt bỏ hết nha anh chị. Mã số 6A. Số 6A. Hoành 81. Hoành 81 nha anh chị. 84. Đường kính bầu 60. Cái này nặng quá em không khiêng lên quay nha chị. Em chỉ đi vòng vòng nha chị. Cái này bự nặng lắm. Rồi này chịu gửi lên chị ơi. 6A. 1.500.000 em bao ship. Rồi tiếp theo 7A nha anh chị. Ồ cây này lùng lực đẹp ha. Mà rất nặng nha. Nên em không khiêng nổi luôn chị ơi. Rồi đâu hoành chiều cao luôn. Làm bonsai là ok nè. Ở đây nó cũng có cái lỗ nè anh chị. Chứ ra đây nè. Nó, như cái nhánh á. Cái nhánh cái nó có cái lỗ nè nha. Nhánh nhỏ. Bảy mươi ba hoành. Cũng là dâu trái xanh nha anh chị. Chiều cao 61. Đường kính bầu 62. Cái này. Này bonsai đẹp ha. Đế đều nha chị. Này, này cắt bonsai luôn á. Về mình ủ lại nha. Nhớ tới cái rễ thường xuyên nha anh chị. Rồi mã số. Mã số 7A. 7A. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu á, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây này đế đều, trải đều chưa nè chị. Rồi tiếp theo là 8A nha anh chị. Cái này có 8 cây thôi anh chị ơi. Mới bứng không nha anh chị. Dâu xanh ha. Dâu hạ châu trái xanh. Ngọt nhiều hơn dâu cho như vậy. Nè, nó cũng nu rồi anh chị. Cũng già cây lắm rồi. Hoành 61. Hoành 61. Chiều cao nó là 1m08. Đường kính bầu là 65. Dạ, mấy cây này là ship rất là nặng nha anh chị. 600-700 ngàn tiền ship luôn nha anh chị. Đó, do đó anh chị nào mà mua gần ở đây thì em để rất là giá rất là rẻ nha anh chị. Tại vì đi xa ship mấy cây này là tiền ship không dưới 600 ngàn anh chị. Đó, cả trăm ký. Rồi cây này mã số 8A nha anh chị. Để em đi một vòng em báo giá luôn chị ơi. Đó, tiền ship rất là nặng. Rồi 8A cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 nha. Em bao ship cho mình luôn đó. 1.700.000. Rồi 9A là cây khế nha anh chị. Đó, 9A cây khế. Người bứng nói khế chua, em cũng không biết khế chua hay ngọt chưa ăn trái nó không biết nha anh chị. Báo cho anh chị vậy cho nó dễ ha. Khế thì nó cây khế. 9A. Em muốn mua về bán lại thôi. Em muốn mua về bán lại thôi, tại vì người bứng nó nói mình không biết đường được. Mấy cái cọng rễ thì bứng thì nó bị chạy chạy ha. Cây này em cắt lợi rất là đẹp nha anh chị. Bonsai là đẹp lắm nè. Đó, cây này anh chị nào chịu nuôi là ok lắm nha anh chị. 97 gần mét hoành đó. Chiều cao 70. Đó, đo cái thằng cái chớp trên nè. Này 66. Này 66. Đường kính bầu 80. Đường kính bầu 80. Đó, cây này rất là đẹp nha anh chị. Không sai. Mã số 9A ha. Mã số 9A. Đó, hai cây. Đó. Bên nào đế cũng khá khá hết trơn nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 3.500.000 nha. Em bao ship cho mình luôn nha. Cây này không dưới 100 kg nha anh chị. Trên 100 kg ha. Bao ship cho mình luôn. Là 3.500.000 em bao ship cho mình. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị lô linh sam siêu bông. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em cô chú anh chị. 246. 246. Này dán nằm xuống ha. Hoành nó gần 12 chỗ đó. Chiều cao 21. Rồi 246 200.000 bao ship luôn chị ơi. 249.
hoành 15,5, chiều cao 18. Rồi 249 200.000 bao ship. 250. Chứ sao em siêu bông thì da nó sù sù ở đây, nó chóc bình thường nha anh chị. Hoành 16, cao 19. 250. Rồi cái này 250.000 bao ship. 251. Củ này bự lắm nha chị. Nè, kéo đầu kéo xẹo hết trơn nè. 251. Cái này bự lắm nha. Ừ. Này nào ra lá chồi là đẹp. Hoành 22,5. Cao 19. Rồi cái này giao lưu để ghẻ anh chị 250 luôn thôi. 251 để ghẻ luôn. Ủa, quá bự luôn. 252. 253. Cao 18. Rồi 253 200.000. 254. Hoành 12. Cao 25. Rồi 254 mình để rẻ 150 thôi anh chị, bao ship luôn. 255. Ủa quái anh chị. 255. Hoành 14,5. Chiều cao 21. Rồi cái này 200.000, 255 200.000. Cái này anh chị về thay chậu nha. Cái này em ủ 256. Cái này to đẹp anh chị ơi. Hoành 17,5. Cao 19. 256 rồi 250.000 anh chị, bao ship luôn. 257. Rồi đại nhánh trên thôi. Rồi nhánh thôi ha. 11. Rồi. Cao 12. 257 200.000 thôi, bao ship luôn. Này nằm hơi bay, cũ nó bự mà không có đo được cái cũ ha. 258. Hoành 13. Cao 20. Rồi 258, cái này 200.000 thôi anh chị ơi, bao ship tận nhà. Linh xanh siêu bông nha anh chị. Mặt hoa em có để phía góc phải màn hình đó, của chú chị có thể xem ha. 259. Hoành 14. Cao 31. Rồi 200.000 luôn chị ơi. 259. 260. 260. Hoành 13. Cao 16. Rồi cũng 200.000, 260. 262. 262. Hoành 14. Cao 24. Rồi cái này 200.000, 262. 263, cũ này cũng bự lắm nha anh chị. Đo cái đầu thôi. Hoành gần 15. Cao 13. 263 200.000. 264. Cái này nó quá nha. Này, em đo 11,5. Chiều cao 17. 264, rồi cái này cũng 200.000 anh chị, bao ship luôn. 267. Cao 22. Rồi 267, cây này giao lưu anh chị cũng 200.000. 268. Hoành đây 15,5, chiều cao 20. 268, cây này hữu nghị 150 anh chị, bao ship luôn ha. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang vàng lá chung nghe chú anh chị. Đây. Đó, trang vàng lá chung. Cây này là nó cũ nghe chị, cũ một củ đế luôn nè. Cây này xong đâm chồi sống khỏe thường chậu. Em ship luôn cái chậu cho mình luôn ha. Rồi mã số đầu tiên là 290. Này để giá hữu nghị của chú mình chơi luôn. Quanh 11. Quanh 11. Chiều cao 27. Chiều cao 27. 290. Số 2. Rồi cái này giao luôn chị 200.000 thôi. Rồi để ghẻ luôn. Em bao ship tận nhà cho mình luôn ha. 290. 292. 292. Bệ luôn nè. Cây nào cũng đề cụ đế giữ chân ha. Đâm chồi sống khỏe hết rồi nghe cô chú anh chị. Trang vàng lá chung ha. Hoành 12. Chiều cao 30. Rồi 200.000 thôi. 292. 292. Còn mấy cây nữa hết rồi. 293.
Ồ, cây nào cái cũ nè chị. Quá khứ cái cũ luôn. Trang vàng lá chung nha, cây già lắm nha, già nha chị. Mình với là 17. Chiều cao 22. Rồi cũng 200.000 em bao ship. 293 294. Cũ bự. À, trời cũ. Quanh đây là 15. Chiều cao 24. Rồi 294. Rồi cũng 200.000 thôi chị ơi. Trang vàng lá chung nha chị. 295. Cây này cũ dữ dằn luôn nè chị, coi nè ha. Bệ nguyên dưới này luôn. Quanh 12. Chiều cao 19. Rồi cũng nghĩ 200.000 thôi. 295. 296. Quá trời cây cũ. Quanh 15. Chiều cao 27. Rồi 296, Hữu Nghị cũng 200.000 thôi anh chơi. Bao ship luôn. 297. 297. Ê, hồi nãy đi ngang cái học cái nói gì không vậy? 297. Quanh 10. Chiều cao 22. Rồi cũng 200.000 rồi. 297. 298 này để giá Hữu Nghị cho mình chơi luôn nha chị. Trang vàng lá chung cây bự mà lớn lớn mà bao ship. Sống khỏe luôn. Thuần chậu. Quanh 14. Giá 200.000 thôi. Chiều cao 20. 298 cũng 200.000 chị. Ồ cây này cũ bự. 299. Chị coi cũ. Quá khứ cái cũ. Luôn. Cũ rồi, nguyên cái cũ rồi. Cũ 22. Chiều cao 24. Rồi 299. Cũ này giao luôn chị 250 rồi, bao ship luôn. 300. Quanh 13. Chiều cao 23. Rồi cũng 200.000 thôi chị. 300. Bao ship mình luôn nha chị. 301. Cây này dữ quái lắm nè. Cũ nè. Quanh cũ là 18. Quanh cũ 18 nha. Chiều cao 20. Rồi Hữu Nghị 200.000 thôi chị. 301. 301. 302. Quanh cũ này bự. Quá bự. Quanh 16. Chiều cao 25. Rồi 250.000 chị. Mã số mấy? 302. 303. Rồi tiếp theo là 303. Cái này cũng rất là đẹp, cũ cũng rất to. Quanh 12. Chiều cao 17. Rồi cũng 250.000 thôi chứ. Bao ship tặng nhà mình luôn 303. Ha. 304. 304, cũ này đẹp quá. Quanh cũ cái này là 23. Chiều cao 22. Cũ 23 anh chị. Rồi cái này 300.000. 304. 305. Nè, cây nào nó bệ dưới này dữ dấn bệ nha anh chị. Quanh 11. Chiều cao 25. Rồi 305. Rồi 200.000 thôi chị. Bao ship luôn. 306. 306. Quanh 13. Chiều cao 27. Cái này cũng rất là đẹp nha chị. 306. Rồi cái này cũng 250.000, bao ship. 307. Ôi cũ. Mấy cây này cũ quái lắm nha chị. Đó. Quá khứ cũ luôn. 307 nha. Quanh cũ 20. Chiều cao 21. Rồi cũng 250.000 thôi. 308. Bệ dưới này. Quanh 12. Chiều cao 26. Rồi 200.000 thôi chị. 308. 309.
trời bể dữ quá trời bể. Hoành 10. Hoành thăng 10. Chiều cao 26. Cụ này cũng đẹp lắm anh chị. 309. Rồi hộ 200.000 thôi chị, bảo ship. 311. Hoành 14.5. Chiều cao 30. Ồ, cái nó bự đẹp. Rồi hữu nghị 250 thôi anh chị, bao ship luôn. 312. Quá trời, cái này cái cũ luôn. Quanh 17. Chiều cao 22. Cũ. Mã số 312. Rồi cái này 250.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, trang vàng lá chung nha anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô ổi gân ha. Ổi gân mà cái trái nó gân nha anh chị, rất là đẹp ha. Cây này khi trước khi khai thác đã có trái rồi hết trơn anh chị, anh chị có thể xem trên màn hình ha. Có thể xem trên màn hình đó là trước khi khai thác có trái rồi nghe cô chú anh chị. Quành 9. Chiều cao 22. Rồi cái số 166. Rồi cái này 300.000 thôi. 170. Cây này nhỏ nha anh chị. Hoành 7. Chiều cao 21. Rồi 250.000. 170. 171. Hoành 8. Chiều cao 19. Mã số 171. Rồi 250.000 thôi anh chị, bao ship luôn. Mấy cây này có trái hết trơn nghe cô chú anh chị. 174. Về nữa mình uống cành dài ra nó ra trái thôi. Ổi gân sai trái lắm nha. Hoành 7. Chiều cao 22. Mã rồi số 174. 250.000 em bao ship tặng nhà cho mình. 175. 175. Hoành 7. Chiều cao 16. Mã số 175. Rồi cái này 250.000. 176. Hoành 8. Chiều cao 15. Rồi cũng 250.000 luôn chị ơi. Mã số 176. 177. Ồ, cái này đẹp anh chị. Cái đẹp luôn ha. Giống như ruột ruột heo luôn. Hoành 9. Chiều cao 21. Rồi cái này 300.000. 177. 178. Này cũng rất là đẹp luôn nè. Hoành 8. Rất là đẹp luôn, đọt. Chiều cao 21. Rồi. Số 178. Rồi cái này 300.000. 179. Hoành 7. Chiều cao 24. Rồi cái này cũng 300.000. 179. 180. Hoành 8. Chiều cao 11. Mã số 180. Quái lắm nha chị. Rồi cái này cũng 300.000. 181. 181. Hoành 7. Chiều cao 17. Rồi 281. 250.000. 181. 183. Hoành 7. Chiều cao 22. Rồi cái này 300.000. 183. 185. Hoành 7. Chiều cao 15. Rồi 250.000. 185. 187. Hoành 9. Chiều cao 17. Rồi 300.000. Mã số 187. 188. Hoành 8. Chiều cao 21. Rồi 250.000. 188. Ổi gân nha anh chị. 1
trên trái nó sẽ gân khí khía rất là đẹp ha. Trái nó nhỏ bằng giò cái thôi, mảnh xa trái ha, đây gọi ổi dư đó. Quanh 8, chiều cao 22. Cây này đẹp ha, 350.000 chia 189. Ồ, cây này đẹp nữa, to nè chị. 191. Quá trời, cây này luôn rất là đẹp ha. Này nó bị chuột cạp chỗ này miếng hay gì. Quanh 9. Rất là già cây lắm rồi. Chiều cao 22. Rồi, cây này 350.000 chia 192. Cây nằm ở dưới này nè ha. Quanh 8. Chiều cao 16. Rồi, 300.000. 192. 193. Quanh 8. Chiều cao 17. Rồi, 250.000. 193. 195. 195. Càng to. Quanh 9 rưỡi. Chiều cao 25. Rồi, 350.000 bao ship số.